Hello, nha Shimika, Phương Mita. Xin chào các chị các bạn, tôi Phương Tiến Hàng. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn phần luyện nghe của bài số 6 Cô Giang Hư Hỏng khóa tiếng Hàn trung cao. Chúng ta sẽ vô phần thứ nhất là tên hoa rên chảnh tức cố nơi dùng cách thường nhớ tạo lên nhớ x hai xíp sổ. Chúng ta sẽ nghe bài họ thoại các anh chị các bạn ha. Ở đây chúng ta sẽ nghe chọn 3 câu trả lời, chọn câu nào đúng ha. Today lên chấm sát sinh đề bù thơ chan bà ra man nào quá tà à. Thì mình mua một cái máy sấy tóc mà mình giờ nó có sự cố các bạn chị, mình phải sao phải hiển nhiên là khó chịu rồi đúng không? Giờ mình câu chuyện đó mình phải như thế nào thì các bạn chị ha. Tiếp theo là mình sẽ nghe đoạn thoại rồi mình trả lời tất cả câu hỏi luôn các chị các bạn ha. Cũng là một cái điều đó là đợi mình chút xíu ha. Rồi Chan Baraman Nawatta là chỉ có cái gió lạnh hơi lạnh nó qua thôi chứ không có cái nóng rồi. Tukul là Baraman Observer ha. Chế phun xem miếng sờ lên bốn nhớ muốn chơi lên hai cân hai số ít xin cả xem cái bản hướng dẫn sản phẩm thì có thể giải quyết được vấn đề là đúng không? Remote con là máy thì cái remote sao cần chân chi lên cả là chắc tông nghi chẳng tên cờ xì tạ cái cầu remote con này chỉ cần thay cái pin xong mà thay cục pin vào thì có thể sử dụng được, đó là nó có tác dụng ha. Rồi thì mình nghe đoạn này mình sẽ trả lời các chị các câu hỏi bên dưới luôn các chị các bạn ha. Thì tôi sẽ sắp xếp với cái đoạn hội thoại từng câu giống như những bài trước tôi dạy để các chị có thể lắng nghe đó để trả lời câu hỏi ha các chị các bạn. Rồi chúng ta vô bài thứ nhất.이 드라이어를 처음 샀을 때부터 좀 이상했는데 이제는 찬바람만 나와요. 이제는 찬 바람만 나와요. Mình nghe luôn câu trả lời mình trả lời biết đúng luôn đúng không?아마 스위치 부분에 문제가 생긴 것 같군요. 오늘 맡기시면 수리해 드리겠습니다. 아마 스위치 부분 에 문제가 생긴 것 같군요. 하. Các vấn đề sẽ có vấn đề phát sinh ở vấn đề về cái switch là cái nút công tắc á ha. Ô nên mắc này nếu mà bây giờ hôm nay gửi cho tôi đi xử lý hết thì cái sẽ sửa cho các bạn. Câu này luôn luôn mình trả lời là đúng không các bạn? Mình nghĩ qua sao nè. Mà chấm sát sinh đề bộ thơ chân ba năm man na quát tà chỉ có gì chỉ có là bây giờ không chôm sách để một thơ nè hết nền đè không trước đây là nghe thấy nó lạ nhưng mà bây giờ nó không có cái gì có gió cái gì có hơi hơi lạnh gió lạnh thôi gió không có gió nóng thì cái này là sai hả. Mình nghe từ ban đầu nó phát sinh cái này thì không đúng cho nên là mình đánh dấu chữ x sau này ha. Rồi tiếp nghe kỹ có chạy các gì các bạn. 새로 산 휴대전화로 국제전화가 안 걸리는데 수리센터에 가야 하나요? 새로 산 휴대폰 전화로 국제 전화가 안 걸리는데 수리센터에 가야 하나요? 아, 뭐 một cái điện thoại đây mà bây giờ không gọi được cho quốc tế thì giờ làm sao? Phải đến cái trung tâm chỗ hành sửa chữa hả? Đúng아마 휴대전화 기능 설정을 바꾸면 될것 같아요. 제품 설명서에 보면 사용 안내가 있으니까 한번 확인해 보세요. 아마 호텔 전화 가능 기능 là chức năng ha, sơn chân hình bật cung nhà nó phải thay đổi cái lựa chọn của chức năng ở của điện thoại á là được ha, tên cực cách thật sở dấu đó chế phẩm xâm miếng sở e bộ miếng hãy sử xem cái dành cái sách hướng dẫn coi của sản phẩm coi xa dòng anh nghe ra Xenica có cái sự có hướng dẫn sử dụng á hành bên móc in he bu xe hoặc thử kiểm tra coi thì cuối cùng cái câu này là mình thấy đúng các chị bạn đúng hà. Tiếp theo đoạn hội thoại thứ ba어떻게 오셨습니까? 어떻게 오셨습니까? 텔레비전 리모컨이 작동이 안 되는데 왜 그러죠? 건전지도 갈아 끼웠는데 소용이 없어요. 버튼도 잘안 눌러져요. 텔레비전 리모컨이 작동이 안 되는데 không hoạt động ha. Vậy, 그런죠? Tại sao như vậy? 그렇죠.
À, gần chi tô gần gì gần gần chân chi tô cả là keyword hình đẻ tôi đã thay thế nó xong rồi sử dụng ý upsell không có tác dụng luôn à, bất thường tôi chẳng ăn đến ăn luôn lờ chờ yếu và cũng không có nhắn được nút luôn ha à.텔레비전 모델명을 말씀해 주신 것 같은 제품의 리모컨을 찾아드리겠습니다. 텔레비전은 모델명은 말씀해 주시면 제가 또 밑에 그 마스 모델 그 모델 TV 방 모델 아 tôi sẽ là cách hình chế phố mới remote con ơn chat cho tôi đi kiếm ta tôi sẽ đi tìm thấy cái điện cái remote con của sản phẩm tương tự gì để mà để đưa cho các bạn ha thay thế cho các bạn ha thì đó, đó là những cái câu mà mình thấy là gì cuối cùng đây là chat tên cực sĩ ta là không đúng à à cái này hoàn toàn sai nó bị sai luôn sai pin nhưng mà vẫn không được thì câu này sai luôn thì cái là nghe nghe bài nghe này rất là nhiều các anh chị các bạn tôi sẽ chỉ nghe một số cho các anh chị các bạn ha bài thứ hai chúng ta cũng sẽ tự cũng nghe trước khi nghe chúng ta phải đọc những cái câu mà trả lời nó là gì để các bạn dễ dàng mà chọn lựa chọn tôi tin này dòng qua cách thêm nhớ tạo ra miền ít xa cho câu này không đâu dễ xin nên dễ xe lên ít đâu bờ sợ chip về cách ta cả tôi đã quá tạ đã mất cái chìa khóa đi rồi cho nên là đã đi với nhà và quay trở lại ha à. Thứ hai là điểm si chip in quên đe bên bên hồ đến ảnh nhờ tôi được can số ít tạ diễm là nếu mà biết được cái mã số nhìn cái cửa này biết được mã số gì mã số mật mã thì có thể vô nhà được nhưng mà giờ đã quên rồi ví dụ là Showbiz Center E Chân Hoa Hết Sơ Suri Kisaga Okiro Hết Tà và sẽ đặt điện thoại cho cái trung tâm bảo hành và sẽ gửi cái người sửa chữa đến đây đến để sửa chữa hè diễm xin nên bên hồ Kirin Yên Nhân Chà Nê Sơn Chi Hết Tà và cái chìa khóa mà để mở cửa này là trước đây đã gắn lúc trước đây một một năm trước đây thì còn mình dựa vào đó mình có thể là bảo hành hay trả phí gì không ha thì câu chuyện đó là vậy ha đó hội thoại thứ hai thì ngoài này giống một cách thỉnh cầu xin của Recep Shop tôi sẽ chỉ cho nghe cái đoạn đầu tiên các chị các bạn có thể ha mình có trả lời luôn một cả ba câu hỏi luôn bất thân bất hồ kỳ bất thân đi ảnh nó lơ sợ chất sợ cái nút mà cái nút bấm mã số cái nút trên cái bàn phím mã số không có thể nhấn được nè không nhấn được nè à, bên hồ khi bên bên hồ ca và kia ta mà mật mã của cái chìa khóa điện tử này à, số này thì đã bị bên hồ số này đã bị đổi không bên hồ khi ES Center nên Simone Sikan Unjan Hanta cái trung tâm bảo hành cái này là thường là 24 trên 24 luôn thì mới được các anh chị các bạn ha bên hồ kia ơi chỗ anh chồng có nạp bên cả xin nạp bên chồng anh mua xin mì cả thế nhưng mình xài cái cửa khóa bằng số này thì nó có những điểm mạnh và điểm yếu các chị ha điểm mạnh và điểm xấu điểm không tốt thì chúng ta cùng phân tích cái bài này qua bài nghe ha rồi chúng ta sẽ nghe bài nghe3DMC 아직 집에 안 가셨어요? mà tôi không có làm bài hai mà tôi làm bài ba này luôn các anh chị các bạn ha Ajichibi anh cá sớt 네, 마침표 사실 아까 집에 갔는데 문이 잠겨서 다시 돌아왔어요. 사실 아까 집에 갔는데 문이 잠겨서 다시 돌아왔어요 문이 잠겼다고요? 열쇠가 없었어요. 문이 잠겼다고요 열쇠가 잠겼죠? 없었어요 아니요. 저희 집은 지난달에 번호키를 설치해 서열쇠는 필요 없고 버튼을 저희 집은 지난달에 번호키를 설치해서 열쇠는 필요 없고 눌러야 하거든요. 버튼을 눌러야 하거든요. 그런데 버튼을 계속 눌렀지만 안 열리네요. 그런데 버튼은 계속 눌렀지만 안 열리대요. 뭐 이제 nhập mã số đúng như vậy mà con cửa nó không mở ha. Đây là gì ha? 비밀번호를 바꾼 거 아니에요? 비밀번호는 바뀐 거 아닌 게 아니에요. 다 마셔 password 해 담대 다 요래 그럼 không? 비밀번호만 맞으면 잘 열리는데 이상하네요. 비밀번호만 맞으면 잘 열리는데 이상하네요. 네 뭐 đúng mã số mật mã nhập vào thì mở cửa được chứ tại sao không được? 이상하고. có vấn đề này. 아니에요. 아마 기계가 고장이 난것 같아요.
Anh ấy mà cái cả cô trang nghi năng cực các kiểu như cái cửa ánh số này nó bị vấn đề rồi, tôi nhập đúng mà bây giờ ha Chrome 그럼 S센터에는 연락해 봤어요? Chrome ES Center nên mà dân đắc hay bắt sở đã liên lạc cái trung tâm bảo hành chưa mẫu mãi chưa 네, 다행히요. S센터가 24시간 하는 곳이어서 바로 연락했는데 수리 기사가 곧 도착할 거래요. nè thật là may mắn ta hân hỉ AS Center gọi simulation hanen koshi là so và rồi dân đất hanen đề suri kisaga kok to check hanen reo bảo là sẽ đến ngay tức thời luôn á để sửa chữa này cái trung tâm sẽ bảo hành này 24 trên 24 giờ ha번호키도 다른 전자 제품처럼 보통 1년 동안은 무상 수리인 것 같아요. Bên hồ khi đó ta đến trên trái giải phẩm chợ đồng bộ thông yên nhân tổng hóa nên mua sang số điện in cực cách thời gian thường là 1 năm bảo hành cho nên nếu mà qua đó mình phải trả phí hay là gì ha 그런데 출장비는 내야 한다고 했어요. cái lần đây chân trang biến lên thế giờ hắn ta có hết sale nhưng mà phải trả cái phí mà ta đánh ta sửa chữa mình đúng không cứ của nhớ 그렇군요. 번호키는 열쇠를 안 가지고 다녀서 좋기는 하지만 갑자기 문제가 생길 수 있으니까 나쁜 점도 있네요. 그리고 요 bên hồ kia nên dẫn xe lên anh cá chị thả như sơ chỗ kia nên chỗ chị mà cái việc mà mình xài cái chìa khóa số này thì thực chất nó có là không cần phải mang chìa khóa và đây là một cái điểm tốt thì tốt đấy nhưng mà có tiếp tục là có vấn đề cũng có vấn đề phát sinh thế ra như thế này đột ngột có vấn đề phát sinh như thế này nó cũng là cái điểm điểm không tốt các chị các bạn ha điểm mà không tốt thì giờ đây là mình có thể trả lời tất cả câu hỏi liên đới các chị các bạn đúng không các chị các bạn ha đây để trả lời là chỗ số 3 một gì đây ở đây mình có thể cho là Interpreter là không đúng nó mất chìa khóa làm đúng sai nhập nhập mã số là vào thì vô được nhưng mà giờ không được câu này các bạn thấy đúng không là đúng nè đúng rồi đúng đúng không nhưng mà đã liên lạc gì đã liên lạc với nơi chưa bảo hoàn phòng mãi thì họ đã đến đúng luôn tiếp tục là cái này là cách đây là gì là đã lắp cái cửa sổ này trước đây 1 năm không đúng mới lắp cho 1 năm cho nên là cái chi phí sửa chữa này không có tốt nhưng mà phải trả cái phí người ta đến ý là vậy hả số 2 thì mình thấy con xe là bên bên hồ khi bên miền hồ ga bà kia ta có đúng không nè xe đúng không không đúng bên hồ khi Avex Center 24 luôn luôn trung tâm bảo hộ máy luôn luôn hoạt động trong 24 giờ vậy con xe này đúng là hả này mình giống với nông trường nội dung nghe ha và số 3 thì những điểm mạnh điểm yếu là nó thể hiện ở cho cái đoạn cuối mình nói chuyện với nhau đúng không các bạn điểm mạnh là gì chỗ anh Trâm là gì chỗ anh Trâm là chỗ anh Trâm là dân xe lên anh Kachigo ta nhớ sợ chỗ anh Trâm gì ta không nhưng mà nạp bên Trâm là gì cặp chiếc cái mình chơi cá sinh kinh suối xin đi xem nhà chip em mất tư được anh ta ý là vậy nó một kỳ cái chú chẳng năn mình nên thì phần nghe cũng là khá dài các chị các bạn ha tôi muốn cho các bạn chị mà nghe một bài nữa thì mình tốn nó mấy chục phút luôn ha ở đây có bài cũng bài nó tương tự như vậy nó cũng sẽ nói là những cái điểm mà quả trên anh ma cho nên là sâu nơi hành chi giấc kiện sơ nên mở 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 ha là tiếp tục một cái bài và bài này đó mình nghe ha tôi cho các chị bạn nghe ha nghe thôi ha các chị các bạn ha đây anh ma trên얼마 sâu전 서울의 한 지역에서는 400번째 러브하우스가 생겼습니다. 이번 러브하우스는 지역 공무원과 시민 봉사단이 함께 어려운 이웃의 집을 고쳐주는 사랑의 집수리 활동으로 만들어진 것입니다. 이번 집은 반지하에 있어서 방에 습기가 많아 수리가 필요했지만 경제적으로 어려워서 몇년 동안 교체를 못하고 있었습니다. 그래서 봉사단은 이곳에 장판과 벽지를 교체하고 싱크대와 보일러를 수리했습니다. 지난 5월부터 시작된 이 활동은 봉사단이 직접 어려운 이웃을 찾아가 화장실을 고치고 벽지를 교체해주는 봉사 활동입니다. 처음 시작했을 때는 경제적으로 어려운 가정만을 대상으로 했지만 점차 더 많은 집을 수리하게 되었습니다.
현대 사회의 많은 사람들은 경제적 어려움을 이야기하고 남보다는 자신의 이익을 먼저 생각합니다. 하지만 이런 사회 분위기 속에서도 사랑의 집술이 봉사단처럼 이웃과 따뜻한 정을 나누는 사람들을 보면 우리 사회의 밝은 미래가 보이는 것 같습니다. 내가 보이는 cực cách xin. Các bạn có thể nghe đi nghe lại cái đoạn này cho mình ha. Các bạn thử điền nó vô đây à, điền nó vô đây rồi mình có thể xong mình xem theo cái phần bài bài giảng của mà bài của mình làm có đúng hay không ở cái cuối buổi bài ha. Đó là cái luật tôi thường học luyện thi cũng vậy, tôi sẽ thường để học mà mình ngồi mình làm xong xong mình đi tìm câu trả lời xong mình dính nó lên mình sửa nó lại thì nó rất là lốn thời gian. Tôi có chịu học là tôi sẽ lấy cái đáp án tôi đặt vô, ok là đáp án này đặt vô thì nó phù hợp chỗ nào và tại sao mình có nên người ta làm đáp án được như vậy, thì cách học nó cũng là khá là nhanh để nhanh cái tiến độ mình có thể học được nhiều bài cùng lúc các anh chị các bạn ha. Thì đó là chiêu tôi thường học để luyện thi à. Các bạn anh chị có thể có dư thời gian nhiều thì mình tự mình luyện, còn hai là mình có thể luyện giống như tôi ha, mình đặt nó vô và xong mình nghe cái bài này coi họ nói giống hết như vậy không, mình nghe được giống hết hết thì rất là tốt cho mình ha. Ê, bài học về phần lý nghe của bài số 6 của Trang à, hư hỏng hỏng hóc vô phá tiếng Hàn chung cao đến đây là kết thúc. Cảm ơn các chị các bạn đã theo dõi video ạ. À.